Để chống chọi với rét đậm rét hại thì người dân đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau, trong đó thì dùng lò than để sưởi ấm là một trong các biện pháp chống rét khá phổ biến. Tuy nhiên, nếu không biết sử dụng than để sưởi ấm đúng cách thì hoàn toàn có thể gây ra những nguy hiểm đe dọa đến tính mạng. Vụ việc ngộ độc khí lò than sưởi khiến ba mẹ con trong cùng một gia đình thương vong vừa xảy ra tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình là một minh chứng cụ thể. Để chống chọi với hình thái thời tiết này, phương pháp nhóm bếp than sưởi ấm được nhiều hộ dân sử dụng. Vì chủ quan và nhận thức chưa rõ ràng, nên hộ dân tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã không may bị ngộ độc khí than, khiến ba người trong gia đình thương vong. Em mới làm một thau than than lao á, xong bỏ trong nhà quạt để cho ấm, sưởi ấm trong nhà. Thì đóng cửa phòng lại thì chắc nó nghẹt. Hôm qua vào lúc 9 giờ 45 phút là khoa hồi sức tích cực chống độc của chúng tôi là tiếp nhận 3 trường hợp bị ngộ độc khí CO, tức là CO đốt củi, khí than. Bệnh nhân nam là 14 tuổi là vô trong tình trạng là đã tử vong. Còn lại hai mẹ con là một bệnh nhân nữ trong tình trạng hôn mê, tay chân giá lạnh, mạch không bắt được, huyết áp không đo được nhưng vẫn còn hơi thở. Chúng tôi tiến hành cấp cứu là cho thở oxy liều cao, vận mạch và là chống phù não. Mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe của nạn nhân vẫn còn yếu. Vụ ngộ độc đã cướp đi sinh mạng người em trai 14 tuổi của nạn nhân Đoàn Thị Mỹ Duyên. Còn mẹ của Duyên là chị Phạm Thị Hường, 41 tuổi, do có dấu hiệu tổn thương não nên đã được chuyển vào điều trị cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Tuyệt đối không sử dụng là các cái phương pháp sưởi ấm bằng than củi cũng như than tổ ong trong cái phòng kín, đặc biệt đối với những người già, trẻ em và phụ nữ mang thai cũng như là phụ nữ sau sinh. Và nếu như điều kiện chúng ta mà không có nữa mà phải sử dụng phương pháp này á, thì tốt nhất là sử dụng trong vòng 1 tiếng đồng hồ, làm sưởi ấm của cái căn phòng lên và sau đó tắt đi. Trong điều kiện thời tiết lạnh, người dân tuyệt đối không được sưởi than củi và đóng kín cửa trong nhà. Thực tế cho thấy đã có rất nhiều sự việc đau lòng xảy ra. Thói quen nguy hiểm của người dân cần phải loại bỏ. Như vậy, tính đến thời điểm này thì đã có 4 trường hợp tử vong do bị ngộ độc khí CO khi sưởi ấm bằng than và nhiều trường hợp nguy kịch cũng bởi cùng lý do này. Và trước tình trạng này thì Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đã khuyến cáo là người dân tuyệt đối không đốt than để sưởi ấm khi ngủ. Việc đốt than, đốt lửa để sưởi ấm trong đêm thì ngoài nguy cơ gây ngộ độc còn có thể gây ra bỏng hoặc là cháy mà người đang ngủ thì không thể kịp thời phản ứng để xử lý. Chỉ nên sưởi ấm bằng than trong trường hợp là phòng mở cửa hoặc nơi thoáng gió và mọi người còn đang thức để tránh nguy hiểm tới tính mạng cũng như là sức khỏe.